Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay 24 tháng 11. Đồng đô la Mỹ tiếp tục lao dốc sau biên bản cuộc họp của Fed trên thị trường trong nước. Vào cuối phiên giao dịch 23 phần 11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ giảm nhẹ ở mức 23.672 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giảm nhẹ ở mức 22.245 đồng, 24.850 đồng. Tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank 24.655 đồng 24.855 đồng. Vietinbank 24.645 đồng 24.856 đồng. Tỷ giá euro tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước mua vào, bán ra tăng nhẹ ở mức 23.181 đồng 25.621 đồng. Tỷ giá euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank 25.185 đồng, 26.327 đồng. Việt Tin Banh kịch .24.977 đồng, 26.267 đồng. Đồng đô la Mỹ đã giảm vào phiên giao dịch vừa qua. Sau khi biên bản cuộc họp tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Trung ương đều đồng ý sẽ sớm giảm tốc độ tăng lãi suất. Kết quả của cuộc họp ngày 1 và 2 phần 11. Fed đã lần thứ tư liên tiếp tăng lãi suất cơ bản lên 3 phần 4% với nỗ lực chống lại tình trạng lạm phát tăng nóng. Điều này cho thấy các quan chức Fed phần lớn đều đồng thuận với việc sẽ sớm giảm tốc độ thắt chặt. Biên bản cũng cho thấy có một cuộc tranh luận đang nổi lên giữa các quan chức Fed về những rủi ro mà việc thắt chặt chính sách có thể gây ra cho tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính. Matt Cassam, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Anson Merriman, Toronto, Canada cho biết, Fed đã tăng lãi suất nhanh hơn bất kỳ giai đoạn nào trong lịch sử gần đây và giờ họ muốn có thêm thời gian để đánh giá lại những tác động từ động thái quyết liệt của mình. Dữ liệu mới công bố ngày 23 tháng 11 cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ đã giảm tháng thứ năm liên tiếp trong tháng 11, với số lượng đơn đặt hàng mới giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm rưỡi do lãi suất cao hơn làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng. Ngoài ra, dữ liệu khác cũng cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng hơn dự kiến vào tuần trước mặc dù điều kiện thị trường lao động vẫn thắt chặt, trong khi đó, đồng euro tăng 0,87% so với đồng đô la Mỹ ở mức 1,03925 đô la Mỹ và hiện đang trên đà tăng phiên thứ hai liên tiếp. Đồng bảng Anh cũng tăng vào phiên giao dịch vừa qua, tiếp nối đà tăng ngày thứ hai liên tiếp so với đồng bạc xanh sau khi dữ liệu sơ bộ về hoạt động kinh tế của Anh vượt kỳ vọng.